Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trịnh Văn Quyết ra sân, Bùi Thành Nhơn xanh mặt vì đang bị dự bị. Trước khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, người dân đã râm ran về tin tức ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Tiếp theo đó là báo chí đính chính về tin đồn thất thiệt. Thế rồi sau đó lời đồn hóa ra là sự thật. Cho nên người dân thấy báo chí nhà nước bác bỏ lời đồn thì dân lại càng nghi ngờ, càng hóng để xem lời đồn đó có xảy ra hay không. Đây là văn bản phát tán trên phương tiện mạng xã hội. Có thể nói lời đồn ở Việt Nam chưa bao giờ được tin tưởng như bây giờ. Bởi vì chính ban tuyên giáo đã tự cho người dân kiểm chứng về mức độ thiếu tin cậy của hệ thống thông tin nhà nước. Từ tháng qua, người dân Việt Nam đã đồn rằng ông chủ Novoland Bùi Thành Nhơn đang trong tầm ngắm. Số phận ông này được người dân đồn đoán là sẽ vào lọ nhận một chiếc áo thi đấu của câu lạc bộ Juventus. Hiện nay Trịnh Văn Quyết đã ra sân khoác áo Juventus. Tuy nhiên người ta đang ngồi ghế dự bị thì cũng còn rất nhiều, trong đó có ông Bùi Thành Nhơn, chủ của tập đoàn tỷ đô Novaland. Có thể nói màu áo Juventus tại Việt Nam là màu áo ác mộng. Không một vị đại gia nào muốn mình bị buộc phải mặc lên chiếc áo màu đấy. Màu áo làm cho bất kỳ ai cũng phải xanh mặt vì sợ. Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một đoạn nội dung với tựa đề đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Biên Hòa cung cấp hồ sơ cho Phòng An ninh Y tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh về dự án Izumi City và dự án Aqua City về sai phạm trong quản lý đất đai của Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Nai trước ngày 15 tháng 11 năm 2022. Nếu đây là sự thật thì có thể nói ngày ra sân khoác áo Juventus của ông Bùi Thành Nhơn cũng không còn xa nữa. Tuy nhiên, phía Novoland đã nhanh chóng cho báo chí bác bỏ thông tin này. Phía Novoland thì khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật và họ đang làm việc với các cơ quan chức năng để có những biện pháp xử lý cá nhân nào lan truyền nội dung xuyên tạc trên, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng xã hội, khách hàng và các nhà đầu tư. Đây là hình ảnh Novoland đang đính chính. Được biết, Novoland cũng có văn bản thông báo nội bộ liên quan đến văn bản cầu cứu lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông báo này thì Novoland cho hay nhiều ngày qua trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về đơn cầu cứu gửi Bộ Xây dựng của tập đoàn. Tuy nhiên, đây là những thông tin cũ liên quan đến một dự án từ năm 2020 và hiện nay dự án này đang được xem xét giải quyết. Phía Novoland họ cho rằng đấy là hành động của kẻ xấu cắt ghép. Thực hư sự thật thế nào thì chưa thấy cơ quan điều tra lên tiếng. Việc báo chí nhận đặt đăng bài viết để trấn an nhà đầu tư và trấn an nhân viên là điều cần thiết. Có nhà phân tích thì đánh giá rằng việc một vài tờ báo đăng tin đính chính là điều chắc chắn Novoland phải làm để tránh nhà đầu tư hoang mang rút vốn hoặc bán tháo cổ phiếu. Nó cũng không đảm bảo rằng thông tin lan truyền trên mạng là sai. Muốn biết đúng hay sai thì phải chờ, bởi trước đây tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt cũng bị báo chí của nhà nước bác bỏ, rồi cuối cùng tin đồn lại trở thành sự thật. Đây là hình ảnh báo chí bác tin đồn ông Trịnh Văn Quyết bị bắt trước đây. Hiện nay đang là mùa hạn đối với các tỷ phú đô la của Việt Nam, đặc biệt là các đại gia bất động sản và các đại gia chứng khoán. Cũng hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam thì vô cùng ảm đạm, bất động sản thì đóng băng, và đặc biệt là ông Tổng Bí Thư thì đang cho tấn công mạnh vào các đại gia bất động sản mà vay vốn trên thị trường trái phiếu. Theo những gì nhận định được thì sắp tới sẽ có những vụ án bắt bớ kinh thiên động địa. Những khuôn mặt khủng của làng tỷ phú đô la sẽ vào lò. Nhiều ông trùm trong danh sách Forbes có thể sẽ lại ra sân trong màu áo Juventus nổi tiếng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang đánh không khoan nhượng, và xem ra sắp tới sẽ có những tin tiếp tục nối tiếp với nhau. Những người giàu Việt Nam đến hồi phải trả giá cho những gì họ đã gây ra cho nền kinh tế. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bà là Hồng Lan chính thức bước lên bẫy, bà trụ được bao lâu? Bộ Y tế hiện nay vẫn còn rất ngổn ngang, dù cho ông Phạm Minh Chính đã ra tay giúp bà Đào Hồng Lan giải quyết nhiều vấn đề thời ông Nguyễn Thanh Long để lại. Nhưng vấn đề vẫn còn rất nhiều
đang chờ đón bà tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Quản lý một tỉnh bao giờ cũng an toàn hơn là quản lý một bộ, bởi đơn vị hành chính của tỉnh nhỏ, còn quản lý một bộ là quản lý ngành trên cả nước, có nhiều tiêu cực ở cơ sở rất xa, dù cho có kêu khản cổ cũng chưa chắc gì ở Trung ương nghe thấy. Vì thế, những sai phạm cấp cơ sở khi bị phát hiện thì đã quá muộn, mong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đánh từ cơ sở đánh lên. Việc này làm cho cấp Trung ương khó mà thoát được. Trên hình ảnh vào ngày 21 tháng 10, bà Đào Hồng Lan chính thức làm Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Bộ Y tế đã ê chề như vậy, bà tân Bộ trưởng Y tế lại là người không có chuyên môn về ngành y. Ngành y là ngành rất đặc thù, nếu không biết gì về y thì e là rất khó khăn trong quản lý. Bởi ông Phạm Minh Chính giới thiệu nên bà Đào Hồng Lan không thể từ chối, và hơn nữa, có về Trung ương quản lý một bộ thì cơ hội trèo cao sẽ rộng mở hơn. Mà khi cơ hội mở ra thì rủi ro cũng mở rộng, chào đón bà. Từ nhiều đời Bộ trưởng Bộ Y tế chủ yếu là Bộ trưởng làm công tác chính trị cấp trên để khỏi bị vào lò là chính, chứ việc cải tạo hệ thống chính trị Việt Nam, hệ thống y tế của Việt Nam cho tốt hơn xem ra như bất khả thi. Một người trong ngành này cho tờ Thời báo.de biết như vậy. Bà Đào Hồng Lan mới vừa chính thức được Quốc hội chuẩn thuận chức Bộ trưởng Bộ Y tế thì ngành này đã dậy sóng về vấn đề thiếu thuốc cả và vật tư của ngành y tế. Tình trạng nghiêm trọng đến mức báo chí ví như ngồi trên đống lửa. Bà Phạm Khánh Phong Lan, một đại biểu Quốc hội của Thành phố Hồ Chí Minh, đã nêu những trăn trở trong lĩnh vực y tế, đó là tình trạng hàng loạt nhân viên y tế xin nghỉ việc, chưa giải quyết được vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Đây là những vấn đề có tính nghiêm trọng hiện nay của ngành y tế. Bà nói, cả ngành y tế, người dân đang bức xúc vì thiếu thuốc, thiếu từng cái bông gạc mà người dân phải đi mua, và bảo hiểm y tế không thanh toán, khiến quyền lợi của người bệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng ta chưa làm tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đây là hình ảnh tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, nguyên nhân của thực trạng này là cơ chế quản lý chưa tốt, tâm lý sợ làm là bị phát hiện sai. Dù Quốc hội đã ban hành nghị quyết 30 về cơ chế đặc thù chống COVID-19, nhưng khi triển khai giữa các đơn vị thanh tra, kiểm toán, công an chưa nhìn nhận lẫn nhau, làm chùn bước những người muốn làm việc hiệu quả. Điều đáng sợ nhất hiện nay là ai cũng sợ sai, điều đó sẽ gây ra tắc nghẽn việc điều hành ngành y. Nếu thiếu tiền thì dễ khắc phục, chứ con người trong toàn ngành đều sợ và né việc thì không sớm thì muộn, áp lực cũng đổ dồn về cấp cao nhất của ngành. Trước đây, bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Thanh Long đều là những con người có học hàm về ngành y và họ cũng đều bị vướng vào tiêu cực. Có bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhờ vào mối quan hệ mạnh mà không bị truy tố, còn ông Nguyễn Thanh Long có quan hệ yếu hơn thì bị cho vào lò mặc áo sọc trắng đen đặc trưng của ngõ tù nhân mà người dân hay gọi là áo Juventus. Đây là hình ảnh vấn đề khó khăn của ngành y nổi lên ngày một thêm nghiêm trọng. Không tiếp nhận Bộ Y tế là không có cơ hội leo cao, còn tiếp nhận Bộ Y tế thì hốt rủi ro rất lớn. Không biết bà Lan có làm cho Bộ Y tế tốt hơn hay không thì còn chờ thì mới có thể biết được. Chỉ e rằng bà Đào Hồng Lan chưa có cơ hội để thể hiện năng lực thì bà đã bị cho vào lò thì xem như sự nghiệp chính trị không còn gì. Bộ Y tế chính là cái bẫy, có lẽ bà Đào Hồng Lan cũng biết điều đó, và liệu bà có tránh bị sập bẫy hay không thì chúng ta sẽ chờ thêm, thời gian sẽ trả lời.